Bắt đầu rồi. Thế đơn mình có một cái rất là chán, nên là đầu mình hay bị kiểu không có nhớ một cái gì hết. Nhớ mỗi ấy thôi. Mình giờ lại nhớ mỗi người yêu thôi, chả nhớ gì chán. Ôi giời ơi. Hello mọi người nhá. Không tìm thấy. Nhớ ấy. Mấy hôm nay nhớ mỗi người yêu rồi còn chả nhớ gì cả. Chết thôi, đầu mới chả. Chán thật. Sao nó nước thì mình lại không thấy đâu nhỉ? Ủa là sao? Sao lúc đầu không nói vậy đi? Mới cá mắt ở đâu vậy bà? Ông đừng có tà lao cái đi. Ông nào lên, ông lên like với mình đi. Chẳng ai biết trước sau này. À đây rồi, mình kiếm được một cái rêu tóc rồi mọi người ơi. Kiếm được dây buộc tóc rồi. Sẽ biết ai là người chiến thắng. Wow, Phạm Văn Nam lên tiếng rồi. Trời ơi, đạo này Phạm Văn Nam bật mình tôi tách tách mọi người ạ. Bật như tôm luôn. Yêu vô nó vậy đó mọi người ạ. Cuộc sống này có tình yêu vào nó khác. Rồi. Ôi trời. Em xinh đẹp và lung linh. Rồi mình sẽ đánh một ít má hồng nữa. Cho cái má nó hồng hồng nha. À, thì Nam lên like đi rồi mình với Nam chơi kèo. Mình sẽ ăn bóc cái hộp quà 8 tháng 3 chị mà tấm ảnh kia đâu chị, ảnh gì em? Mà Phạm Văn Nam tặng mình cho mọi người xem. Thật ra cái filter này nó cũng có màu hồng mà ta. Mắc gì phải đánh nữa ta. Thôi đánh lên cho xinh. Ok. Ok. Bạn còn 40 phút nữa. Để lên đây nói chuyện với mình. 7 giờ mình sẽ off để cho mọi người vô ITB xem. Mọi người tí nữa vào ITB của Phạm Văn Nam xem nhá. Hay lắm đó, buồn cười lắm đó. Ôi lên view rồi Nam ơi. Nam ơi. Cô thử uốn tóc đi á. Thôi uốn tóc nhìn giá lắm. Để tóc thẳng nhìn trẻ hơn. Chị Lệ á. Chị Lệ đâu? Lên view rồi. Cứu anh tóc tóc ơi, cứu em, thương em. Ôi trời, út trà. Đây. Giờ tiếp theo sẽ là màn flex. Ủa. À, từ giờ mình sẽ chăm để buộc tóc hơn nha. Mình sẽ không ấy nữa. Mình sẽ không mình sẽ không thả tóc nữa. Không chắc chị đi đâu đấy á. Ủa chị đi đâu đâu em? Chị toàn ở nhà mà. Rồi. Chú Nam lại đăng video mới à? Thế ông ấy dạo này rất hay hơn thua với mình mọi người ạ. Hơn thua lắm. Dạo này thấy kênh mình bị flop nên là hay kiểu hơn thua với mình, xong rồi hơn thua với đời ấy. Kiểu rất chi là anh thích hơn em ấy. Lôi con bị đuổi ra đường thật á. Tí nữa mọi người vào ITB của chú Nam xem video mới hay lắm. Buồn cười lắm. Mình được flex trước một ít rồi. Video mới buồn cười đau cả bụng. Thế à? Ủa mình còn chưa có được vào xem ấy mọi người ạ. Ông Lôi dạo đấy ông ấy buồn cười lắm. Mình kể cho mọi người nghe. Không biết ông ấy học ở đâu mà ông ấy chào mình là anh. À gì? Lôi chào em cô giáo. Lôi chào em cô giáo. Xong một lúc thì nó lại bảo là anh Lôi chào em. Đó thật.
đang kêu bật tanh tách cả. Ôi trời ơi, mọi người lại đẩy view qua đấy rồi. Ông Nam này là lại rất hay kiểu lấy view của mình nhá. Hey, thấy chưa, vừa like cái mất 2 tụt ngay 400 người luôn.